ngon lắm. Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực tôi yêu nhé. Mời mọi người miếng tiết canh nhá. Thành quả của mình như nào? Không nói nên lời mọi người. Tuyệt vời luôn. Xin chào mọi người nhé. Hôm nay ngày mùng 2/9 mình có mua ít đồ các bạn ạ. Mình về mình làm mâm cơm anh em nhà mình nhé. Bây giờ mình đi làm, mình quay lại cho các bạn xem nhé. Đây là nồi luộc của mình nhé mọi người nhé. Bây giờ mình cho vào mình đi luộc. Cái phần thịt này mình cho vào mình bóp chả cầy mọi người ạ. Bây giờ mình đi mình cho mẻ vào mình bóp nhé. Riêng mẻ mắm tôm. Vậy là mình đã làm xong cái nồi chả cầy rồi nha mọi người. Bây giờ mình đi làm món khác. Giờ mình đi băm nhân tiết canh mọi người ạ. Đây là cái nhân và cái gia vị của mình. Mình đã cho lẫn vào nhau. Bây giờ mình đảo đi nên mình cho ra bát để mình đi đánh nha mọi người nha. Và đây là mâm cơm nhà mình nhé mọi người nhé. Mình đánh 6 bát tiết canh. Mời mọi người ăn cơm cùng gia đình nhà mình nhé. Đây là ngày độc lập làm mâm cơm, mời các ông sang đánh chén nhé. Mời con mời các ông đi. Con mời các ông nhé. Mời mọi người nhá. Mời mọi người ly rượu nhá. Lấy đi ông ơi. Tuyệt vời không? Này mình làm mấy bát tiết canh, thịt luộc với lại lòng chả cầy mọi người ạ. Mời mọi người nhá. Đây. Thịt luộc ngon lắm. Ngon. Mời mọi người miếng thịt luộc nhá. Mời mọi người liên tục nó mới đưa vào này và cái rồi quay ra rồi mút quay lại nữa cơ à, cứ liên tục nó bụt cái tàu đấy công nghệ liệu ngon quá. Đưa cây đi không cậu? Vâng, lấy đi, mời ông em. Vâng.
vừa mặn mềm, ăn vừa. Tuyệt vời không? Làm gì thơm. Anh à, nhiều quá. Mình có tí cái này. Mừng tí đo đỏ. Phải tàn đấy luôn đều ạ. Mời cô nâng tiếp canh đi. Ngon lắm. Em ăn được 41 con đà. Mừng lửa thứ, cứ đưa rồi. Chán nè. Không. Ngon lắm. Nói chung là vừa muối vừa mọi thứ nên là ăn đây là được rồi. Mời mọi người dùng cơm với gia đình nhà mình nhá. Mời mọi người miếng tiết canh nhá. Thành quả của mình như nào? Cái này được không vui sao? Có. Không nói nên lời mọi người. Tuyệt vời luôn. Mời mọi người làm miếng nữa nhá. 4 miếng hết bát tiết canh à? Mời mọi người miếng tiết canh nữa nhá. Đậm đà ngon lắm mọi người. Sáng nay nè, chí nó đi nè. Nó bắt ở nhà xóm nhà ban nè, nhà ai đây. Chứ đoán vậy em chưa thấy. Không vậy. Nó bắt, nó không phải nó bắt để nó giết luôn đâu. Nghĩ là nó cứ bắt nó uống vậy em. Chẳng biết nào. Sáng nay thấy chí nó cũng có tên nhà cuốn. Thương hiệu thế này nói chung là nó làm. Tôi nói à? À. Thôi video vẫn dài rồi nha mọi người nhá. Mình xin kết thúc video tại đây nhá. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cho Tiểu Cô Yêu nhá. Tiểu Cô Yêu ngày càng phát triển nhá. Chào các bạn nhá. Chào mọi người đây.